Ok anh chị, và hôm nay mời anh chị cùng dạo một vòng công viên văn hóa Gò Vấp anh chị ơi. Số 6 Nguyễn Văn Lượng nối dài, phường 6 quận Gò Vấp nha anh chị. Công viên hoạt động từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm anh chị. Xem trong đây có gì nha, trong đây là có khu trò chơi, săn cát nè, nhà vệ sinh, văn phòng công viên, khu thể dục thể thao, bãi gửi xe anh chị. Ok, chúng ta cùng ngắm ở đây xíu anh. Đó, mọi người đang chụp hình anh chị ha, đang chụp hình rồi. Mọi người đang chụp hình ha. Cô bé đang chụp hình rất là đẹp. Ok, nó đang chụp cái này. Rồi, hai hàng hoa bên ngoài anh chị ha. Bây giờ mình cùng đi vào trong xem sao nha. À, bên ngoài đây là cây cỏ thôi anh chị. Bên ngoài đây là các một cái con kênh nhỏ. Rồi bên trong đây gì là cây cỏ anh chị, con kênh nhỏ ha. Đó, sau đây con kênh nhỏ và hai hàng cỏ hai bên. Bên đây là hàng chuối anh chị, hàng chuối và một con kênh đây luôn anh chị. Bên trong đây có gì ha? Bên trong đây là có như là khu giữ xe nè. Bên trong nó khu cà phê võng chị ơi. Cà phê võng nè. À, cà phê võng bên ngoài đây nè anh chị. Rồi bên trong là gì đây? Cà phê võng thôi. Bán chuối nè, bán sinh tố này nè anh chị. Chuối sinh tố nè ha. Ồ, trong đây giống như là trồng chuối. Tốt ghê anh chị. Ồ, trong đây đất rộng rộng quá, nghe nó 37 hectare anh chị, đầu tư được 90 tỷ. Em nghe được hai cái dòng thôi chứ còn không biết gì về công viên này luôn anh chị. Không biết gì về công viên, thêm công viên này luôn. Không ngờ ở Gò Vấp mà còn có một khu đất trống lớn như vậy luôn anh chị. Ồ, bên trong này có một công viên anh chị. Người ta nói cái khu này là công viên, là đầm sen thứ hai của Sài Gòn anh chị. À, trong này còn cây xanh. À, có cây xanh rộng mát quá anh chị. Rất là rộng luôn anh chị.
đây, mọi người vô chụp hình nhiều quá anh chị ơi. Ok, ở đây có gì ta? Ở đây có một con kênh nó rất là đen rồi, rất là hôi. Phải giờ trời, phải trời mưa thì cái chỗ này nó mới mát mới đẹp được anh chị. Trời mưa. Còn lúc này không có mưa, dòng nước nó không có chảy anh chị. Cho nên là những cái cặn, những cái mùi hôi nó vẫn còn đọng ở đây anh chị. Ôi chào, vô tới kia hết đi được rồi. Vô tới kia phải đi bộ rồi anh chị ơi. Nghiệp ta. Vô tới đây phải đi bộ nè. Chào, biết trong đây có cái gì không đây nữa chứ, đi bộ xa lắm á. Trong đây chắc là được cái khu rất rộng chị ha, khu rất rộng nè. Thôi bây giờ mình gửi xe đi vào trong chút xíu anh chị ơi, để xem bên trong có gì ha.